Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội chính là gia đình. Với ý nghĩa đó, cả cấp công đoàn trong tỉnh đã chủ trọng vận động công nhân viên chức lao động hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình hạnh phúc nhằm tạo hậu phương vững chắc cho phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động no ẩm hạnh phúc văn minh vì sự tiến bộ của các thành viên trong gia đình. Thông qua các chương trình phúc lợi đoàn viên, tháng công nhân, Tết sum vầy, đặc biệt chương trình mái ấm công đoàn đã được cả cấp công đoàn thực hiện với nhiều phương thức hiệu quả, trở thành chương trình có ý nghĩa nhân văn to lớn. Trong 5 năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có 245 gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền trên 6,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều mô hình đã được cả cấp công đoàn triển khai có hiệu quả như mô hình quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo, chương trình cùng em đến trường. Thông qua các hoạt động trên đã giúp cho hàng nghìn lượt hộ gia đình công nhân viên chức lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập và vượt khó thoát nghèo, nuôi dạy con ngoan học giỏi để gia đình thực sự là tổ ấm bình yên, nơi đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại để cả cấp lãnh đạo nắm bắt tâm tư nguyện vọng và những đề xuất kiến nghị của công nhân viên chức lao động về những vấn đề liên quan đến đời sống việc làm. Vượt lên những khó khăn trong cuộc sống, nhiều gia đình đạt gia đình văn hóa tại nơi cư trú. Sự chia sẻ, yêu thương, bình đẳng là cơ sở để các gia đình công nhân viên chức lao động vượt qua những cảnh ngộ khó khăn, tiếp thêm nghị lực. Nhiều mái ấm hạnh phúc được nhân lên từ tình yêu thương, chịu khó. Đó là gia đình anh chị Hồ Thị Thời ở Nam Đông. Chị là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, anh là Chủ tịch Hội Người Mù xã. Câu chuyện tình yêu giữa chị Thời và anh Nguyên là một nét đẹp giữa đời thường. Đến nay, gia đình anh chị có hai con trai đều chăm ngoan, biết giúp đỡ cha mẹ. Là một cán bộ nữ, là người đồng bào dân tộc thiểu số, thì phải nói rằng là trong cái quá trình hoạt động và công tác thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên bên cạnh đó nữa thì để đảm bảo cho tất cả mọi công việc thì bản thân tôi cũng sắp xếp về cái thời gian là cho nó phù hợp để đảm bảo phục vụ cho cả xã hội, cả gia đình. Chồng cũng không may mắn bị khiếm thị. Tuy nhiên bên cạnh đó nữa thì để đảm bảo trong cái công việc của bản thân tôi thì chồng cũng phụ giúp việc nhà như nấu cơm, nấu nước để cho gia đình có cái mái ấm ấm áp. Rất nhiều công nhân viên chức lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, những người con, người cha, người mẹ gương mẫu luôn quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, con cái. Các thành viên trong gia đình đều được tôn trọng, được đối xử bình đẳng, được tạo cơ hội và điều kiện để phát triển. Trong số những gia đình công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương, gia đình thầy giáo Nguyễn Văn Cần, giáo viên trường trung học cơ sở Thủy Phương, thị xã Hương Thủy và cô Nguyễn Thị Ảnh Hà, giáo viên trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ là một trong số những gia đình hạnh phúc cùng chung một niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Cả hai vợ chồng và cô con gái vừa đầu vào trường Quốc học Huế đều đã đạt các giải sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh. Bản thân thầy Cần 5 lần đạt bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 4 lần đạt giải sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh. Cần thì cũng là một người lính đi bộ đội thì tất cả mọi việc tự làm hết. Do đó công việc ở nhà từ cái việc mà nấu ăn cho đến là giặt giũ hay là những công việc gia đình khác mà những người khác có thể khó làm nhưng đối với Cần thì nói chuyện là bình thường. Mô hình gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc đang được nhân rộng trong công nhân viên chức lao động tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay, các gia đình ngày càng nhận thức cao về tầm quan trọng của trách nhiệm, chia sẻ trong đời sống gia đình, đặc biệt là trong cách nuôi dạy con cái chăm ngoan. Hạnh phúc gia đình có khi giản đơn chỉ là việc chia sẻ những mối quan tâm, lắng nghe tâm tư suy nghĩ của các thành viên trong gia đình, là sự đồng điệu cùng đam mê một sở thích. Gia đình hạnh phúc thì trong gia đình người phụ nữ là người rất là quyết định nhiều. Người phụ nữ phải hiểu chồng và phải chung thủy, rồi phải hiểu và đồng hành cùng với chồng, cùng những cái suy nghĩ về chồng, về cái cuộc sống, về cái tâm tư, cái nguyện vọng và những cái công việc của người chồng. Rồi mình cùng chia sẻ. Và hơn thế nữa thì là người vợ phải đóng vai trò, người mẹ phải đóng vai trò là những người mẹ để mà cùng chăm sóc con cái, cùng chia sẻ và phải làm một cái tấm gương để cho con nói theo. Gia đình yên ấm hạnh phúc là điều kiện tiền đề quan trọng cho sự hình thành phát triển nhân cách và đảm bảo cho lao động sáng tạo đạt hiệu quả cao nhất, là điểm tựa vững chắc, là hậu phương yên bình cho mọi người. Từ sự yên ấm của gia đình, công nhân viên chức lao động đã an tâm công tác.
nhiều công nhân viên chức lao động liên tục được công nhận là thợ giỏi, lao động xuất sắc, bàn tay vàng, là giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cả cấp. Trong 5 năm vừa qua, toàn tỉnh có 73 công nhân viên chức lao động đạt bằng lao động sáng tạo, hàng nghìn công nhân lao động đạt chiến sĩ thi đua cả cấp. Nhiều công nhân lao động được doanh nghiệp biểu dương, ghi nhận sự đóng góp trong công việc sản xuất kinh doanh. Xây dựng gia đình hạnh phúc, đó là trách nhiệm chung của mỗi cá nhân, của cả gia đình và của toàn xã hội. Riêng đối với tổ chức công đoàn, thì xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng Liên đoàn đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong triển khai tổ chức thực hiện chỉ thị 49 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình Việt Nam và nhất là chiến lược về xây dựng gia đình Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy, việc xây dựng gia đình hạnh phúc mà trong đó có gia đình của công nhân, viên chức, người lao động hạnh phúc là một trong những trọng tâm chỉ đạo. Bởi lẽ xây dựng gia đình, công chức, viên chức, lao động hạnh phúc, nó đã bao trùm tất cả các cái chức năng, nhiệm vụ, đó là chăm lo, bảo vệ, đại diện của đoàn viên, người lao động của tổ chức công đoàn. Hơn 40 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu được cả cấp công đoàn bình xét ở cơ sở, được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương. Mỗi gia đình là một mô hình trong xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Hiện nay, công nhân viên chức lao động tỉnh Thừa Thiên Huế đối mặt với nhiều áp lực về việc làm, thu nhập, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Nhà không chỉ là nơi để về, để nghỉ ngơi sau những giờ lao động vất vả, mà còn là điểm tựa để mỗi công nhân viên chức lao động tìm sự bình yên trong cuộc sống và phát triển sáng tạo trong công việc của mình. Thưa quý vị và các bạn, đi chợ không tốn tiền, đó là gian hàng đặc biệt của Liên đoàn Lao động thành phố Huế nhằm hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn khi dịch bệnh COVID-19 quay trở lại lần thứ tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vào tháng 6 vừa qua. Chị Trần Thị Cúc là nhân viên cấp dưỡng tại trường mầm non Xuân Phú, khá bất ngờ khi nhận được phiếu mua hàng không đồng tại gian hàng công đoàn của Liên đoàn Lao động thành phố Huế. 3 tháng nay, chị không có lương, đồng nghĩa với thu nhập của gia đình giảm đáng kể. Chồng chị làm nghề thợ xây nên việc lo toan cuộc sống gia đình cho cả con ăn học khá khó khăn. Mong muốn của các anh chị đoàn viên công đoàn là được hỗ trợ về vật chất, được động viên tinh thần từ tổ chức công đoàn để an tâm phần nào trong mùa dịch. Một tháng lương thì 3 triệu, sau này em nghĩ thì cũng có khó khăn, ba lần hai của em vẫn khó khăn. Con em thì 4 người ăn học, sắp ở dây chứ nộp học thì cũng khó khăn. Vợ chồng là chồng dũng làm thịnh nê thì bờ làm rí thì cũng đủ trang trải bộ là con ăn học. Rất nhiều giống ngày qua cô hiệu phó cho em hai cái phiếu hai chị em thì em rất là mừng. Vì cũng có cái chí của họ tra trợ cho cái chí là mình cũng cảm ơn họ rất là nhiều. Đó là tình hình khó khăn chung của hơn 4.000 công nhân lao động thành phố Huế khi các doanh nghiệp, đơn vị phải hoạt động cầm chừng trong mùa dịch bệnh COVID-19 năm nay. Chăm lo cho đoàn viên và công nhân viên chức lao động, từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động thành phố Huế đã triển khai các chương trình phúc lợi đoàn viên như khám sức khỏe miễn phí, tặng quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vừa khó học giỏi, trao hỗ trợ từ nguồn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh cho các đoàn viên là F1, F2. Đồng thời trăn trở làm thế nào để hỗ trợ những đoàn viên khó khăn khi thu nhập của anh chị em giảm mạnh trong mùa COVID. Qua quá trình khảo sát thì hơn 1.000 đoàn viên là nghỉ việc không lương, trong đó tập trung cho khối du lịch, lữ hành và giáo viên cấp dưỡng của mầm non. Với mục đích và ý nghĩa không để ai ở lại phía sau, thì Liên đoàn Lao động thành phố đã vận động từ các nguồn xã hội hóa, từ các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho phiên chợ công đoàn. Với sự hiệu quả thiết thực của gian hàng công đoàn, mặc dù còn những khó khăn, nhưng một số doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã chung tay hỗ trợ các mặt hàng gạo, dầu ăn, nước mắm, xì dầu, bột nêm, những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Gian hàng công đoàn thành phố Huế được xây dựng trên cơ sở xã hội hóa, được triển khai mỗi tuần một lần trong 2 tháng 6 và 7 năm 2021.
Đây là chương trình cụ thể hóa mục tiêu lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ của tổ chức công đoàn. Dịch nó đã quá dài, cho nên là sức người ta cũng vậy, cũng như là cái công sức người ta muốn làm việc mà người ta không có làm việc được, và đồng thời đó cần phải nuôi gia đình, cho nên lúc này là cái lúc rất may mắn là có công đoàn có thể là hỗ trợ cho những gia đình này một cái việc rất tốt. Và chị cũng nghĩ rằng tất cả những cái công ty hoặc là những cá nhân thì nên hỗ trợ đóng góp để vượt qua cho được khó khăn. Phiên chợ không đồng này rất thiết thực và giúp cho người công nhân lao động gặp những hoàn cảnh khó khăn. Tôi cũng tha thiết là một người tu sĩ là kêu gọi tất cả các cấp chính quyền quan tâm và các doanh nghiệp quan tâm để giúp đỡ mọi điều kiện cho công nhân người lao động vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch COVID-19 này. Không chỉ được hỗ trợ về vật chất, các đoàn viên công đoàn từ cả công đoàn cơ sở mới sáp nhập về thành phố Huế đã được mời đi chợ không tốn tiền tại gian hàng công đoàn, được nghe truyền thông về phòng chống HIV/AIDS, về tác phong kỷ luật lao động của công nhân lao động. Nếu như có những đồ hỗ trợ phiên chợ không đồng của công đoàn thì em muốn cũng đỡ mất một phần chi phí trong thời gian dịch bệnh khó khăn thì 3 tháng. Thêm một mong ước của đoàn viên công đoàn được thực hiện từ sự sẻ chia thấu hiểu. Những món quà thiết thực ý nghĩa với cuộc sống từ gian hàng công đoàn của Liên đoàn Lao động Thành phố Huế đã giúp giảm bớt nỗi lo của hơn 800 gia đình đoàn viên công đoàn Thành phố Huế giữa mùa dịch COVID-19, để đoàn viên luôn tin vào tổ chức công đoàn. Chuyên đề công đoàn của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.